Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại Vinh đang có mặt tại mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh. Và bây giờ thì có hai đoàn khách đi xe 16 chỗ đến thắp hương cho chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị rất là quý luôn. Đoàn khách mình là đến từ đâu cô? Đồng Tháp. Đồng Tháp, dạ. Đoàn khách đến từ Đồng Tháp của chú anh chị. Có đem rất là nhiều trái cây đến thắp hương cho chú nghệ sĩ Vũ Linh luôn của chú anh chị. Ở Bạc Liêu sẵn qua đây luôn. Dạ. Đỡ một đây nữa. Dạ. Dạ. Đoàn cô chú Đồng Tháp đi từ 12 giờ khuya luôn của chú anh chị, rất là quý luôn. Chào cô. Vâng. Các quý cô đến từ dưới các cái miền xa xôi Đồng Tháp rồi là Hậu Giang, Tiền Giang rồi Sóc Trăng gần Campuchia thế đấy ạ. Thật tuyệt vời ạ. Tình cảm của các cô là được trân trọng đấy ạ. Rất được trân trọng đấy ạ. Và các cô đi từ khi nào đến đây ạ? Hồi 12 giờ. 12. Các cô đi hồi 12 giờ cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ thì các cô đang đem trái cây và nước và hoa vả vào bên trong mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Dạ được chú, rất là quý luôn. Dạ phía bên trên kia cô. Cô đi đến đường này là cô rẽ phải, cô đi thẳng luôn. Dạ. Hiện tại bây giờ là rất là đông lắm cô chú anh chị. Thì hai đoàn Đồng Tháp và đoàn An Giang của chú anh chị rất là quý luôn. Có là quen rồi. Các chị cô đi hai xe luôn hả cô? Đi một xe một xe hả? Đồng Tháp là con đốc đâu rồi anh? Các cô đi từ 12 giờ đêm hôm qua đấy. Dạ. Không phải là vừa đâu ạ. Đoàn các cô Đồng Tháp là đi từ 12 giờ đêm ngày hôm qua của chú anh chị. Cô đi từ hôm qua 12 giờ đêm. Rất là quý luôn. Tình cảm rất thấu đáo. Đi 12 giờ đêm đi vô mẹ Đám Hải đi đường đằng đó là con. Đường đó bỏ mình trên kia kìa. Ở đó là ở sau lưng đi 12 giờ đêm như bán xong rồi là dọn đi luôn. Dạ. Rồi đi mẹ Nam Hải rồi mới trở lại đây. Dạ. Nó bưng một thùng vô trong này rồi. Rất là nhiều đồ. Bên này cũng được. Dạ. Bên này cũng được. Nhắn vô này luôn thôi. Nên viếng anh Vũ Linh mà. Dạ. Cao Lãnh. Đoàn cô ở Đồng Tháp cô chú anh chị. Đi hồi 12 giờ đêm đó. Đi xuống mẹ Nam Hải xong rồi cái lên đây luôn. Dạ. Đi xuyên Việt luôn. Xuyên Việt luôn à. Từ Cao Lãnh mà đi về. Hôm nay là ngày đầu tiên con đến viếng anh Vũ Linh đúng không? Dạ. Bạc Liêu đáo về lên đây. Dạ, rất là quý luôn cô chú anh chị. Thì các cô ở Đồng Tháp có đi qua Bạc Liêu rồi lên mộ chú nghệ sĩ, ghé lên mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh luôn của chú anh chị, rất là quý luôn. Hiện tại bây giờ thì bên trong phần mộ của chú nghệ sĩ Vũ Linh là rất là đông người đến thắp hương luôn của chú anh chị, rất là quý luôn. Đoàn cô Đồng Tháp đi đem rất là nhiều nước suối và trái cây của chú anh chị, rất là quý luôn. Cô tại đâu gì viếng? Cô tại đâu gì viếng? Cô Lãnh. Cô Lãnh Đồng Tháp. Dạ. Cô để cầm cho. Cầm tiếp lại trước đi. Dạ. Cô đi đông không cô? Cái này mình nhang với đèn cây. Đi đông người không bé? Rồi chút nữa mình bưng cái này lên trước. Dạ. 4 người hả? Cô Lãnh á. Cô bên khách mình xe đét không? Chúng mày chút khách
Thì hiện tại bây giờ thì hai chị cũng ship hai cây ra đỡ đem lên bàn cúng chúng, là sự vũ linh của chúng chị rất là quý luôn. Bên trong phần mộ của chúng là sĩ Vũ Linh hiện tại bây giờ là rất là đông người luôn cô chú anh chị, rất là quý luôn. Ở trước kìa. Đi qua mộ Thanh Trung Nguyễn nè con. Đi. Cặp với Vũ Linh là nằm ở trước. Được phải đi về cha về mẹ về trên tuyệt vời luôn, đi xe đã hay quậy ta thế giới này mấy người nước tây này con của cậu khỏi sợ mắt thằng mền, cái gì của nó là cũng tất cả đều ủng hộ từ trong nước tới ngoài nước. Tôi sợ lên đây tôi thắt cổ bé họng, tôi nói nhiều thì làm này mãi là ngay đau khổ lắm, đau khổ lắm các chị ơi, của mình là lời chấp nhận đau khổ, đau khổ và đau khổ. Đã chua, đang chua nấu mới xe. Cá kèo kho tiêu như ăn thì con chó không có mát. Xong rất là bình dĩ. Đi chiếc xe du lịch, chua chiếc xe nhà xuống đây. Xe gì? Tôi còn đi chiếc xe ngon hơn ổng con đèo. Nhưng mà tôi đi chiếc xe du lịch còn ngon hơn ổng. Xe gì đâu mà chạy là cái gì? Có bè lớn tuổi cũng rất là xúc động cô chú anh chị đến thắp hương mà cô khóc luôn cô chú anh chị. Thì cô này là đi chung với đoàn ở Đồng Tháp đó, cô chú anh chị. Nói có câu khổ buồn phiền với Dốc Linh, không nên nhắc, không nên nói cả. Mình cầu chúc cho cậu được an nhà, nơi chính về với cậu, thầy quý y. Con nhìn nó bởi vì tôi đi tập tự. Dạ, cái đó thì đi đi sao? Ta có gì đó phiên nói tiếng là cái này là tôi gần lắm, còn tiếng Lào tôi không biết. Rồi chú nói để qua bển mướn này rồi đi theo dịch, rồi cái chùa nào mà Vũ Linh thường qua thường cúng ở bển ông cũng 100 vị chi tăng ở bên Ấn Độ nữa chứ bộ. Dạ. Làm nhiều chuyện lắm á. Bây giờ kỳ này tôi cũng đi qua từng ngày tôi rồi. Con đưa tôi hình nhiều lắm, tư quả ra 24, 25, 18 đem qua Thái Lan. Dạ. Thì thương lắm chứ, hoàn cảnh thương lắm, đau mà thương đau. Bà con tôi nói mà cái gì ông Vũ Linh mà bà mê cái lương bà khóc thôi, bà đi bà lo. Tôi nói con mày không có biết cái hoàn cảnh khổ lắm, gian dở hai đời chẳng gian ở vậy. Con có ai mà đẹp như nước mà đẹp như phiên Hàn Quốc mà không lấy vợ, mấy chú thấy không, nhiều con gái chết mê chết mệt ở như vậy mà nuôi con. Thằng trai đó, thằng gì đó, thằng gì đó, lớn á, thằng lớn đó, chết rồi. Còn cái nhỏ này mới có 2 tháng, con nhà giàu, hai người cũng thương thân. Cái người cô kia mới đi nước ngoài, cái vợ mới đi theo, rồi mới giao đứa con có 2 tuổi, để đợi nuôi. Chị bạn của tôi mới rành, ở tới nhà nuôi cho đã, rồi tới con được 6 tuổi, mà cô 6 nó rồi vô rồi trời, chiếu lên tôi gặp cái hình nó là tôi tắt liền. Tôi quánh cái nó bộ mày tôi giết chết con tao, đi hát ở đâu, dạ con đi theo đó. Trời ơi, nghiệp lắm, bởi vì tôi coi tới đâu là tôi khóc tới đó. Bởi mắt ăn, mắt ngủ cũng gì anh hay anh. Bởi bà ổng, bà Diệu Huyền bị hỏng nuôi bà gia đình bà Diệu Huyền 1 năm trời, nó mới chú tính đi hát nuôi gia đình bà Diệu Huyền. Tôi đi vô tới dễ chỗ mà mấy cái bà già vậy đó, dưỡng lão chạy. Tôi vô tôi thăm dưỡng lão bên nghệ sĩ, bà đã 98 tuổi mà bà ca cho tôi một bài nhạc rất là ấm áp. Tôi nói thôi bà, tôi xin bà ca tôi nghe, kể cả mai tôi buồn quá, tôi phải cả lưng. 98 tuổi còn 2 tuổi nữa chăm mà vẫn ca nhạc đó. Ở chung với bà Hiền ngồi kế, bà Hiền sống hẳn. Thì thưa anh chú anh, khó kiếm được một người như vậy, hy sinh hết một cuộc đời. Ông ăn yến ha, lúc năm nó mới 17 tuổi thì bây giờ làm gì chứ? Vì sắp
gia đình qua mới chết sớm, thật thiệt luôn. Người ta ăn yến là có vẻ đời vua chúa mà, tôi ăn yến nè, bởi vì sáng tới giờ tôi ăn nửa chén yến thôi, mà tới chiều tới trưa tôi ăn nửa luôn, tôi rất là khỏe, ăn yến rất là khỏe mà nó rẻ nhất là 100 là ngang 3 triệu, rẻ nhất là 3 triệu, ăn yến rất là khỏe, chú ăn hồi lúc chú ấy mới có 17 tuổi mà ăn yến tới giờ là bây giờ nó như vậy, 66 là không biết như lâu nhỉ, cái tuổi thọ đâu có tới cái lúc này 66 này mà đi, tại vì từ 90-100 tuổi ăn yến từ đó tới giờ cũng nhiều hoàn cảnh gia đình mà đành phải chịu. Cho nó đẹp vui á, thì hưởng thọ 5-10 năm mà đã buồn một ngày rồi cái tuổi thọ nó sẽ bớt đi. Cô nghĩ đi, cô mà phiền não cái gì cô buồn không? Chán đời muốn chết chứ cô ơi. Ở tôi nè, buồn ơi là buồn, mà tôi ra tôi đi tôi làm thuốc để tôi hứa với tôi là hứa tôi lặng mà tôi em lên đây tôi từ thiện cho chị em, với lại tôi đâu có được đi hoài, là tôi ở mình tôi làm thuốc của mình mà con tôi ở riêng không hả, ở mình tôi thương nó ăn cơm con chén một bữa chén cơm chứ có gì đâu. Thấy một người chết tại sao cũng nghệ sĩ nói nam mô với đạo Phật, các nghệ sĩ nam nữ những người thất mặt nơi đây thông cảm mà từ bi cho tôi, tại vì tôi đã mê cái lời nói của nó như miếng đau mà tôi phải chịu đau khổ của mấy người kia, tôi cũng mê mà tôi mê hết. Đừng có buồn tôi, đừng có chất tôi phức tạp nước mặt, tôi nói vô bóng nhẫn mở ra cái bài nào mà tôi cảm thấy tôi cũng buồn, tôi thương nhất là cổng này người thầy kia mà. Bữa nay tôi lên đời thì chắc tôi không còn lên được nữa, bởi vì thời gian mình quá chứ không quá nặng. Mẹ cô nói là cô thích bài hát, bài hát gì con? Hát gió đông sơn tỉnh Xuân Hà đó, người lên con gà nó mở, nó hát cái thương nha. Còn nãy con nghe cô nói nhắc cái bài hát cổng với mẹ à? Mà đi ấy đó, thì mà cổng về lên ra lịch sử, cổng vô dùng đó, mẹ bị trời đất ơi. Tôi coi trên 100 tuần. Mình đã ra đi rồi, đừng liếc ái chi cái quải thế gian này là một cái quán trọ vật chất là ngoài thân không có gì của mình. Thôi yên tâm mà đi về cha mẹ về trên đi. Đó là trả nợ tại chích nhớ thiếu người ta nhiều quá bây giờ phải trả. Tới ngày năm xuống còn chưa yên. Cái bữa mà dở bông lên đi hết rồi ha. Cái xích vụ là thấy cái hình lên lên liền cái đầu. Ở nhà tôi chở nhà tôi coi phim trên 24/24 á. Cứ mở Vũ Linh cho tao coi hết cái màn này tới màn kia. Tôi cúng quẩy rồi là tôi vô tôi nằm nó tới đó. Tại vì mình đam mê, nói chung là quá thương. Nói thiệt là quá trời thương cô. Chứ tôi chưa bao giờ biết khóc đâu nha. Mấy bà bạn nói trời ơi bà khóc là đời tới rồi. Cái ông này cái gì lắm. Mà người đáng thương của nó. Đi làm cầu đội cho nó lá ngồi coi người ta làm cầu. Rồi 10 cái căn nhà tình nghĩa tình thương. Rồi đi với Cà Mau với bà Bảy cũng vậy. Đem đời xe. Rồi tôi sùng quá tất cả hai bài rồi dẫn kêu ca nữa. Cái tôi nóng buộc nữa mẹ hả. Có ca rồi ca dài bài giọng cổ đi rồi mới biết khăn. Mệt chứ có bị mẹ cà hót là lấy hơi lên. Lúc đó là lấy hơi lên năm mấy rồi. Ca đâu còn hơi cái dân bị trời ơi chú nào còn năm Vũ Linh thôi ca nữa đi ca nói lên mà tôi sủng tôi chửi từ lúc đó tôi chưa mấy biết mà phát ba nội mẹ ca mệt chết nó chở xe đò đem đi với Cà Mau xong đó. xe mì rồi thường xuyên đem đi từ thiện mà cuộc đời chú thấy không có đâu nói với ai đâu theo mấy chú các vị thấy không không bao giờ nói với ai hết nghĩ tới một ngày chết rồi mới kêu con sẵn ra mà kêu còn lo con mà cái số này con đem đi đào trình hình quen để nó phải còn này sao ba thôi đừng đem đi cũng như chú biết là dân rất là mến chú cho nên bây giờ chiếu những cái trường từ năm 81 tới giờ là nhiều nhất tôi tính cái năm 81 tới giờ là cũng biết rồi năm 10 là đường Trần Đạo tôi đóng cái gì nè tôi phút là hai đường ừ
bởi con tôi nói bà mê có luôn, bà già tôi, bà già tôi mê chết sống, bà già tôi chết rồi, gần trăm tuổi chết rồi, mẹ tôi cũng mê luôn. Cái dân miền Tây mình này nói chung An Giang Đồng Tháp là bỏ chồng bỏ con cũng gì chả mê, nghe chả gì rồi mê chết sống. Tôi thấy cái gà chưa gắn hình, tôi nói để bữa nay là bữa nay là 89 ngày rồi, phải không? Ngày mới là đúng 100 ngày chưa? Chưa hả? Rồi 90 mấy ngày rồi cô. Thì gần chót ngày rồi. Tuần này là 100 đó. Vậy sao? Mới tuần này 100. Vậy mà cháu tôi nói bữa nay là, ủa, nó nói nãy với tôi là ngày 12 tháng 6 Tây á. Tôi vậy là hôm trước là ngày 5 Tây, 5 Tây tháng 3. Là bây giờ lịch Tây là ngày 31 một Tây. Còn của mình là ngày 14. Bây giờ quý vị xin phép cô chú anh chị và các bạn Vinh kết thúc bây giờ là đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha. Ở trên là mùng 5, ở dưới là nhiêu? Con không biết ngày mấy mà chỉ biết là mùng 14, ngày 14 tháng 2.